Đại diện cho chương trình giáo lý trực tuyến các anh tìm gì? Xin gửi lời chào bình an trong Đức Kitô và lời chúc sức khỏe đến quý khán thính giả. Chương trình giáo lý trực tuyến được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên website gsdamin.net hoặc YouTube các anh tìm gì. Giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng thinh lặng và đọc kinh lạy Cha để chúng ta xin Thiên Chúa thánh hóa cho giờ học của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, một lần nữa rất vui khi gặp lại quý vị. Trong bài giáo lý trực tuyến số 50, tôi đã chia sẻ với quý vị khi tìm hiểu về giáo hội Anh giáo, cũng như nêu lên sự khác biệt giữa giáo hội Công giáo và Anh giáo. Trong bài này, tôi đã chia sẻ về nguyên nhân của cuộc ly giáo lớn xảy ra vào thế kỷ thứ 16. Và hậu quả của việc ly giáo không chỉ tạo sự khác biệt trên bình diện về quan niệm, suy tư thần học, mà còn cả trên bình diện cái cuộc chiến bên ngoài, các cuộc bách hại, và đôi khi tạo ra những vết thương sâu đậm. Kính thưa quý vị, những vết thương đó là một tình trạng mà chúng ta gọi là huynh đệ tương tàn. Cho tới bây giờ thì dĩ nhiên không còn cuộc bách hại hay là những cuộc chiến nữa. Nhưng dù vẫn còn tồn tại cái mà chúng ta vẫn thường nói là hiềm khích với nhau, nhưng chúng ta thấy các tín hữu giữa Công giáo và Anh giáo đã sống chung với nhau, đã hòa thuận với nhau, mặc dù còn bọc vài điểm rất là khác biệt và đôi khi còn những tranh cãi. Vì thế, chúng ta sẽ tìm hiểu về đức tin của người Công giáo giữa lòng Anh giáo. Nhân dịp này, chương trình giáo lý trực tuyến đã liên lạc với cha Simon Nguyễn Đức Thắng. Ngài là linh mục thuộc giáo phận Westminster, London, thuộc United Kingdom, tức là Vương quốc Anh. Ngài là cựu chính sứ của Heston Parish và là nguyên chính sứ The Holy Name và cũng là nguyên tuyên úy cộng đoàn người Việt tại vùng phía Nam của Vương quốc Anh. Về đây thì hơi cha, chúng con xin đại diện cho chương trình giáo lý. Xin chân thành cảm ơn cha đã nhận lời để đến với chương trình và với mọi người để cha chia sẻ một chút kinh nghiệm về đời sống đức tin của người Công giáo trên đất nước Anh. Chúng con xin hành được chào cha. Xin cảm ơn cha Hùng và xin được chào đón toàn thể cộng đoàn đang theo dõi livestream và xin chào đón cha Hùng trong chương trình ngày hôm nay. Rất là hân hạnh được chào đón cha và cộng đoàn dân Chúa trong buổi mạn đàm trên livestream về hiện tình giáo hội Anh giáo, và cảm ơn cha và cộng đoàn cho con được cơ hội nổi tiếng trên mạng ngày hôm nay để nói về đề tài Anh giáo, cũng là giáo hội của Chúa Kitô tại nước Anh, nơi con đã làm việc và sinh hoạt cộng đoàn Công giáo cả cho người Việt Nam và người Anh, cũng như cho nhiều sắc tộc khác. Vì đề tài khá rộng mà hiểu biết cũng hạn chế và thời gian có hạn, nên một lúc không thể trình bày đầy đủ mọi khía cạnh thực tại của giáo hội Anh giáo, mong cộng đoàn và cha thông cảm nếu có những thiếu sót và lầm lẫn. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Thưa cha, đề tài hôm nay là chúng con muốn cha như một cái người đã từng sống trên đất Vương quốc Anh, nên đề tài sẽ được chọn là đức tin người Công giáo giữa lòng Anh giáo, bởi vì chính cha là linh mục Công giáo và là cha cũng là tuyên úy người Việt như cha đã trình bày. Vậy trước tiên xin cha cho chúng con biết rằng cái tỷ lệ người Kitô hữu Anh giáo và Công giáo trên Vương quốc Anh là khoảng bao nhiêu thưa cha? Theo Vatican News thì tổng số Kitô hữu của các giáo hội của Chúa Kitô là 2,4 tỷ người. Trong đó Công giáo là hôm 10 tháng 2 năm 2022 thì Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội đã xuất bản niên giám tòa thánh năm 2022 và niên giám thống kê giáo hội năm 2020. Số Công giáo đầu năm 2021 là 1 tỷ 360 triệu người, trong đó có 410 và 219 linh mục triều và dòng,
Số phó tế bệnh viện tăng từ 48.238 và lên 48.635 vị. Số nam nữ tu sĩ tăng từ 50.295 trong năm 2019 lên đến 50.569 vào năm 2020. Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu từ 630.099 vị trong năm 2019 xuống còn 619.546.000 vị trong năm 2020. Số giám mục vẫn giữ nguyên là 5.364 vị. Riêng Anh giáo thì khoảng 85 triệu người. Về chính thống thì hơn 260 triệu người. Tin lành thì hơn 700 triệu. Đó là thống kê tỷ lệ dân số của Vương quốc Anh là khoảng 68 triệu. Tỷ lệ tín hữu Anh giáo là 17%, còn tỷ lệ tín hữu Công giáo khoảng 8%. Và phí tôn giáo vô thần và bất khả tri là 47% và Hồi giáo là 5%, còn Do Thái giáo và các tôn giáo phương Đông cũng như các tôn giáo khác là 4%. Dạ vâng, như vậy thì cảm ơn cha đã cho một cách tỷ lệ thống kê toàn cầu. Như vậy thì tỷ lệ Công giáo trên nước Anh chỉ khoảng 8% trên cái tỷ lệ của người Anh giáo. Thưa cha, như vậy thì như con đã nói là hôm bài số 50 con đã trình bày cho mọi người biết về cái lịch sử người Anh giáo đã tách ra khỏi giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 16 thời vua Henry thứ 8. Xin cha có thể cho tóm tắt cái tình trạng là sau khi tách ra khỏi giáo hội Công giáo thì cái tình hình của giáo hội tại Anh giáo và Công giáo nó như thế nào thưa cha? Lý do ly giáo của Anh giáo là vua Henry VIII xin tòa thánh ly hôn với bà Catherine of Aragon nhưng bị từ chối. Và vua đã nổi giận và phủ nhận quyền bính của giáo hoàng trên giáo hội và tách rời khỏi giáo hội vào năm 1534. Sau thời vua Henry VIII thì giáo hội Anh giáo vẫn được duy trì dưới thời vua Edward VI. Và sau đó thì trả lại quyền bính của giáo hoàng và trở về với giáo hội Công giáo dưới các triều đại của nữ hoàng Mary và vua Philip. Nhưng sau đó với bộ luật quyền tối thượng, tiếng Anh gọi là Act of Supremacy, ban hành năm 1558 công nhận sự tách rời vĩnh viễn, và qua quyết định của nữ hoàng Elizabeth the First là Elizabeth đệ nhất, giáo hội Anh giáo được nhìn nhận vừa là Công giáo vừa là cải cách. Sau này với bộ luật trừng phạt, tức là tiếng Anh gọi là Penal Law, người Công giáo Roma và các tín hữu tin lành bất tuân phục sẽ bị phạt và nếu không giữ đạo Anh giáo. Và sự phản kháng mạnh mẽ của các nhóm tin lành chống lại các quyết định của nữ hoàng Elizabeth dưới sự lãnh đạo của giám mục Lord dẫn đến sự hình thành của khái niệm là Anglicanism, có nghĩa là chủ nghĩa Anh giáo là con đường trung gian giữa Công giáo và tin lành cải tiến. Kinh sách và chức giám mục bị hủy bỏ khi nhóm này thắng thế, nhưng đã được phục hồi trở lại trong thời kỳ chánh chỉnh. Sau đó, qua sự công nhận của Đức Giáo Hoàng đối với vua George the Third, tức là George Đệ Tam, vào năm 1766, việc bắt bớ và trừng phạt người ngoài Anh giáo có phần đỡ hơn. Từ thời cải cách, tiếng Anh đã được sử dụng trong các việc phụng tử. Giáo hội Anh giáo có ba nhánh thần học chính. Thứ nhất là Công và Anh giáo, và tiếng Anh gọi là Anglo-Catholic. Thứ hai là Tin mừng là Evangelical. Thứ ba là Cấp tiến là Liberal. Và luôn luôn xảy ra những căng thẳng và tranh cãi giữa các nhóm thần học cấp tiến và bảo thủ, đặc biệt trong các vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ và đồng tình luyến ái. Dạ vâng. Như vậy thì cha có đề cập đến giáo hội Anh giáo chia ra tới ba nhánh thần học chính. Như vậy trước đây họ có một cái từ gọi là phân biệt giữa hai giáo hội, hai church và low church đó cha. Người cha như vậy thì nó có dính liên hệ với cái điều này. Cái hai church và low church là như thế này. High church là nó rất là conservative, rất là bảo thủ. Và tất cả những cái nghi thức về phụng vụ của high church là nó giống như là tất cả các phụng vụ mà trước Vatican. Là linh mục làm lễ mang các phẩm phục giống như là mà chúng ta theo dõi trước Vatican đệ nhị, trước Vatican II đó, thì tất cả các linh mục đã làm lễ quay lên và tất cả những cái cách mà làm lễ một cách kính trọng mà cổ kính như vậy đó thì là của giáo hội, là cái nhánh gọi là High Church. Còn cái Low Church là Liberal, là nó cải tiến. Nhiều khi các linh mục á, chỉ cần mang cái áo bình thường, chỉ cần mang cái stola thôi cũng có thể lên làm lễ. Và đây là cái mà họ thấy rằng
trong cái cách mà diễn tả về đức tin á, thì của người High Church họ cố gắng để duy trì lại tất cả những cái gì về phụng vụ của Vatican. Còn về Low Church thì những cái phụng vụ nó có cái phần thoải mái, nhẹ nhàng, và vì thế nó có cái sự phân biệt ở trong trong cái việc phụng vụ và đồng thời cũng một phần trong cái việc mà thực hành đức tin của họ. Dạ vâng, xin cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, cái khi cha Thắng nói về High Church gọi là giáo hội cao, còn Low Church ở tiếng Việt gọi là giáo hội thấp, thì như cha Thắng trình bày như vậy để chúng ta phân biệt. Thưa cha, như vậy thì sự phân ly này chắc chắn nó có tạo ra một cái sự phân biệt giữa hai tín hữu Anh giáo và Công giáo. Trước tiên cha có thể cho chúng con biết về cái sự phân biệt giữa cái hàng giáo sĩ, tức là về trong linh mục Công giáo và Anh giáo thì nó có sự khác biệt nào thưa cha? Cái điều đặc biệt là chúng ta thấy đó là trong thời kỳ vừa rồi, cách đây khoảng chừng 20-25 năm, cái làn sóng của tất cả các linh mục Anh giáo xin qua Công giáo rất là nhiều. Và vì thế từ cái đó mà chúng ta có thể theo dõi để biết được là cái đời sống đức tin của người Anh giáo như thế nào. Và người Anh giáo qua tất cả các linh mục mà Anh giáo khi qua Công giáo thì được tiếp nhận một cách rất là nồng nàn. Và vì thế nên thành thử họ vừa qua là không cần phải học lại nhiều, họ chỉ cần bổ túc lại một thời gian rất ngắn, và trong một thời gian rất ngắn như là trong cái chủng viện mà con học ấy, thì họ đi tới khoảng chừng 5-6 tháng thì sau đó họ được phong chức. Mà riêng giám mục mà phong chức cho con là người Anh giáo, ông Anh giáo tức là linh mục mà khi qua Công giáo ông trở thành là giám mục, thì đủ biết được rằng với một cái sự thay đổi như vậy mà qua được tín cẩn để trở thành giám mục thì chúng ta sẽ thấy rõ là cái sự khác biệt gần như không có gì hết. Mà chỉ học một thời gian rất ngắn để trở thành linh mục mà được lên làm phong chức là giám mục, thì chúng ta đủ biết được rằng cái sự khác biệt ở trong đức tin không có cái gì lớn lao lắm. Đó là cái cách mà đó của ở bên Anh giáo khi mà tiếp cận với Công giáo thì chúng ta hiểu rõ hơn qua cái việc mà sinh hoạt của họ. Về cái đời sống của các linh mục Anh giáo thì chúng ta biết rất rõ là tất cả các linh mục Anh giáo là có gia đình. Và lương bổng của họ là lương công chức bậc trung, tức là lương khá cao đối với đời sống của linh mục. Về nhà cửa, họ được cấp phát một cái căn nhà riêng mà tiếng Anh gọi là vicarage, là một cái căn nhà riêng để là nhà sứ của linh mục. Và trong đó là có vợ, có con của họ và được đầy đủ tất cả mọi thứ, là được chi phí đầy đủ. Riêng linh mục Công giáo thì chúng ta biết rõ rồi, không vợ, không con. Lương bổng thì tượng trưng vừa đủ để trang trải cho các nhu cầu cần thiết thôi. Còn nhà ở thì nhà sứ là tiếng Anh là gọi là presbytery. Tất cả được giáo hội chi trả ngoại trừ các chi phí cá nhân, thực phẩm, các nhu cầu cần thiết yếu thì của cá nhân phải tự trả. Cơm nước là phải tự lo. Còn nhà cửa thì có người dọn dẹp, nhưng mà chỉ làm những cái công việc dọn dẹp cho nhà sứ thôi. Còn tất cả là các linh mục Công giáo đều phải tự túc lo lắng cho đời sống của mình. Mà lương bổng thì không có một cái lương bổng gì chính thức. Còn bên Anh giáo thì họ có một, vì họ là tiếng Anh nó gọi là established church, tức là giáo hội đã được ổn định, đã được củng cố, đã được sắp đặt. Và vì thế cái đời sống về xã hội của họ, về đời sống vật chất rất là ổn định. Vâng, con xin cảm ơn cha. Như vậy cũng đã có, về mặt đức tin thì nó cũng không khác biệt mấy, nhưng xét về mặt đời sống thì chắc chắn có sự phân biệt và cách tách biệt giữa giới giáo sĩ. Thưa cha, thế thì còn tình hình đời sống đức tin của người giáo dân thì như thế nào thưa cha? Đời sống giáo dân của đức tin của người Công giáo thì chúng ta cần hiểu rõ ra người Công giáo ở tại nước Anh như thế này. Là nước Anh nó nằm kế ở Ái Nhĩ Lan. Mà Ái Nhĩ Lan hồi trước ấy, là họ rất là nghèo. Mà Ái Nhĩ Lan là người Công giáo rất là nhiều. Mà cái tính nồng nàn của họ thì giống như là người mình vậy. Các bà cụ người Công giáo Ái Nhĩ Lan rất là nồng nàn. Mà giáo hội Công giáo ở tại nước Anh ấy, sống nhờ đó là phần lớn là dân số là người Ái. Họ di dân từ cái thời mà khi mà cái đời sống nó khó khăn đó, họ di dân từ nước Ái rồi họ đi qua bên nước Anh. Và vì thế tất cả các nhà thờ đi tới đâu là nhà thờ đó mà chúng ta hỏi, chúng ta coi cái surname là biết là người Ái liền, là người Ái phần lớn là đóng góp rất lớn cho cái việc sống còn của đức tin của Công giáo ở tại nước Anh.
còn lại là người Anh, mà những cái gốc người Anh kia cũng là cái gốc mà đầu tiên cũng là cũng có cái phần nào đó là truyền thống về đạo đức và truyền thống về công giáo rất là mạnh, thì họ mới còn giữ được sau một thời kỳ Bắc Hải. Chúng ta nên nhớ rằng là thời kỳ Bắc Hải rất là khủng khiếp, từ năm mà vua Henry VIII cho tới khi mà ra cái đạo luật mà cho người công giáo được trở thành là giữ đạo một cách tự do thoải mái đó, là chúng ta thấy gần 400 năm. Đó, bao nhiêu năm bị bắt hại như vậy mà họ còn giữ, tức là cái truyền thống của họ ăn rất là sâu ở trong lòng của những người công giáo. Và vì thế chúng ta thấy rằng là người công giáo họ giữ vững được là phần lớn là nhờ tất cả những cái truyền thống đó. Rồi sau này là làn sóng di dân, chúng ta thấy là có người Ấn Độ rất là nhiều. Rồi bây giờ là có cái phong trào là người Việt Nam. Người Việt Nam qua cũng là một cái thành phần của những người công giáo. Và sự sống động đó ngày hôm nay, như một số nhà thờ riêng Cộng đoàn Việt Nam đó, thì Cộng đoàn Việt Nam là nhờ đó trong cái thời kỳ vừa rồi có những người họ đã trốn qua từ tất cả các cái tỉnh ở trong nước chạy qua bên đó, và họ có đạo và họ tiếp tục và duy trì được cái đời sống đức tin. Chứ còn mà trước đây thì trong cái thời gian cũng có nhiều cái gián đoạn vì cái đức tin nó bị gián đoạn, nhưng mà bây giờ nó có sự tiếp nối, có những cái người Việt Nam đã trốn qua đã giúp đỡ để cho Cộng đoàn nó tiếp tục nó có đời sống đức tin như vậy. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha đã cho chúng con được cái nhìn tổng quát như vậy. Như vậy thì nếu mà xét theo hai điểm, cái đức tin giữa người giáo dân, giữa lòng Anh giáo, thì chắc chắn có những cái tích cực và những cái tiêu cực. Như vậy thì theo cha thì những cái điểm nào mà giáo dân mình khó để thực thi cái đức tin của mình trong cái sự... Là chúng ta thấy là số người công giáo đó ở tại nước Anh thì khoảng 4 triệu người. Nhưng mà thực chất cái số người mà đi lễ Chủ nhật ấy, người ta thống kê thì khoảng 900.000 người mà thôi. Vậy chưa tới 1/4 người đi dự lễ Chủ nhật. Thành thử cái số người mà tham dự thánh lễ không có nhiều. Nhưng đừng có nhìn như vậy rồi chúng ta cảm thấy là bi quan. Đặc biệt là các cái dịp mà lễ lớn như lễ tro này, thứ sáu tuần thánh, Chủ nhật phục sinh, lễ Giáng sinh, thì các nhà thờ luôn luôn đông nghẹt, đầy hết, và họ còn giữ đạo trong tất cả các dịp lễ lớn. Mà cái lớn hơn cả đó là cái tinh thần bác ái của họ. Ở nước Anh á, nó có cái tổ chức từ thiện gọi là Cafod, C-A-F-O-D, là hàng năm họ có hai đợt để quyên tiền để giúp đỡ cho tất cả các nước nghèo. Hai đợt đó thì họ quyên những cái số tiền, mà cái số tiền cứ mỗi một năm cứ tăng, và đủ biết được rằng là người ta không có đi nhà thờ, nhưng mà cái tinh thần bác ái nó đã ở trong máu của người Anh, hoặc là người Ái, hoặc là cái người ở tại nước Vương quốc Anh đó. Họ đã sống như vậy và họ đã chia sẻ rất là lớn, thì thực hiện đức tin, thực hành đức tin, còn là thực hành vào trong đời sống nữa, chứ không phải là chỉ có đi nhà thờ nhà thánh. Đi nhà thờ nhà thánh cũng là một phần, nhưng mà không phải là hoàn toàn về cái việc mà giữ đức tin. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, cha Simon Thắng vừa đề cập đến một cái tổ chức từ thiện Cafod. Cafod là một trong những tổ chức lớn tại châu Âu, và có thể nói là nước Anh là nước đứng đầu trong cái việc thực thi bác ái này. Con cũng nghe cái việc vấn đề cái tổ chức từ thiện Cafod. Thưa cha, bây giờ thì như cha đã giới thiệu, đó là cha vừa là, trước đây cha vừa là chính sứ, và là vừa là tuyên úy của cộng đoàn người Việt. Như vậy cha lãnh hai trọng trách. Điều này có cái những cái thử thách khó khăn hay những cái lớn thách đố nào trong cái đề mục vụ của cha tại London? Cái thứ nhất là chúng ta biết là tại London là một thành phố rất lớn, xe cộ rất nhiều. Và mỗi lần mà nhận một cái, tại vì cái nơi ở của người Việt Nam không có ở tập trung giống như ở bên Mỹ hoặc là bên các nước, họ ở khắp mọi nơi, nên là thử mỗi lần có cái dịp gì họ cần để mà đi, chẳng hạn như sức dầu, hoặc là đi thăm viếng ở trong tù, hoặc là đi tất cả các nơi, thì cái phương tiện là xe hơi. Mà xe hơi đi là kẹt xe khủng khiếp, nên thành thử mỗi một lần đi về có khi cả ngày mà chỉ làm được có một việc là lên thăm có một người thôi. Đó là cái mà nhiều khi cũng thách đố. Cái thứ hai là cái khó khăn đó, là giáo dân ngày hôm nay đó, là họ bận tâm về vấn đề money, bận tâm nhiều lắm, nên thành thử đó là họ cứ tính theo cái tiền đó, nên thành thử là đã khuyến khích hết sức nói cố gắng để mà quên đi Chủ nhật, để mà sống với Chúa có một ngày thôi. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà thôi thì có cái gì thì chúng ta thưởng thức cái nấy thôi. Nên thành thử nhiều khi cũng buồn là vì cái số người
không có đến để tham dự thánh lễ vào Chủ nhật. Cái mà buồn nhất là không có dạy giáo lý được. Cái đó là cái khó khăn vô cùng, muốn dạy giáo lý là hàng tuần, không dạy được. Vì hàng tuần là đi làm là tới chiều là phê rồi. Không có còn sức nữa, thành thử khi gọi tới nó thôi chơi mệt lắm. Thành thử đó là sau đó mới nói với lại cha hướng thì bây giờ chỉ có cách là giáo lý là livestream thôi. Đó là cái cách đó là hữu hiệu nhất thôi. Ban đêm nó về vừa uống cà phê, vừa uống trà, vừa coi cha mà lên mạng đó, thì nó học nhiều hơn, đúng không? Thì nó không có nhiều, có ít, nhưng mà ít nữa là nó có được nghe. Đó thì mình có nói với cha hướng từ khi bị Covid ấy, thì mình thấy rằng rất là vui mừng là Chúa ban cho là nghĩ ra được cái tình trạng là phải không có dạy giáo lý có mặt được. Thì dạy giáo lý livestream thôi, mà quả thật là có tác dụng. Thì sau khi đó thì cha hướng tổ chức rồi học, học rồi thi. Thì phải có cái thi rõ ràng chứ đâu có phải thi tầm bậy tầm bạ được. Nên thành thử là có các em mà khi nhận được những cái bằng thì cảm thấy rất là vui. Đó là cái cách mà để mà chúng ta mở rộng tất cả những gì về Thiên Chúa. Ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta một cái thời đại này rất là may mắn. Nè, Internet, tất cả là chúng ta hướng về tất cả những cái phương tiện chúng ta có và sử dụng phương tiện giống như cha Hùng ngày hôm nay livestream như thế này thì rất là hữu hiệu để cho mọi người biết được những cái gì mà giáo hội cần thông báo cho tất cả con dân của giáo hội. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Thôi thì tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đó là cái khó nó ló cái khôn. Thì trong giữa cái hoàn cảnh ngặt nghèo, chẳng hạn như vấn đề cha thấy rằng cái ban truyền thông chúng con đang thực hiện đây cũng xuất phát từ chỗ là từ trong đại dịch, thì chúng con cũng được may mắn được những cái một số người có khả năng về chuyên môn cũng như cái phương tiện, và chúng con cũng được hình thành như thế này. Kính thưa cha, như vậy thì trong con xin hỏi cha về vấn đề gọi là trước đây giáo hội cũng đặt ra vấn đề tái truyền giáo. Như cha đã biết là giáo hội Việt Nam của chúng ta đón nhận tin mừng từ các cha truyền giáo từ nơi bên châu Âu, và các sứ truyền giáo, các cha hội nhà Mép, hội từ Sapari, từ châu Âu, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp đến Việt Nam. Bây giờ Việt Nam chúng ta vì hoàn cảnh lại đi ra ngoài nước ngoài. Như vậy thì cha nghĩ thế nào về việc chính giáo hội cũng người tín hữu Việt Nam chúng ta lại là những người gọi là tái truyền giáo trở lại nơi cái nơi mà chúng ta đón nhận từ châu Âu, thì cha nghĩ thế nào? Cái truyền giáo evangelization đó, thì chúng ta biết được là các cha cố đi từ ở các nước châu Âu. Cái lịch sử truyền giáo rất là gay go như vậy. Và chúng ta cần phải biết là các ngài trình độ rất cao. Trình độ về tri thức, về mọi mặt, cả về thần học, cả về ngoài đời. Và vì thế họ qua đây họ mới truyền đạo cho chúng ta một cách thành công như vậy. Cái ngôn ngữ của chúng ta thì chúng ta đủ biết được rằng phải có những con người thông thái đến như thế thì mới tạo ra được cái ngôn ngữ, mà chính cái ngôn ngữ là chìa khóa để giúp cho chúng ta nhận ra được đức tin. Thì chúng ta phải biết được rằng cái truyền giáo quả thật không đơn giản, phải có cái tâm huyết, và cái nữa là trí thức và cái kiên trì. Chúng ta qua bên Bồ Đào Nha mới thấy được là các cố mà ra đi rất là đau khổ và gian nan như thế nào. Nên dịp mà kỷ niệm các thánh tử đạo Việt Nam đó, thì con có giảng và nhắc cho mọi người biết những cái mà đức tin mà chúng ta có trả một cái giá rất là đắt. Ai mà có đi qua Bồ Đào Nha, ngay cái bến cảng mà tất cả các cha các thầy mà đi xuống thuyền đó, mà đi rao truyền tin mừng, thì chúng ta đủ biết rằng họ gian nan như thế nào. Họ mới tới được Macau, họ tới được Hồng Kông, và từ đó họ mới đi vào Đà Nẵng, rồi đi tới tất cả các vùng miền của chúng ta. Họ đi như thế với một cái tâm tình như vậy và với một cái kiến thức rộng lớn như vậy, họ mới làm được cái việc và ngày hôm nay chúng ta có được đức tin như vậy. Còn chúng ta qua, chúng ta hãy coi lại cái khả năng của chúng ta. Không phải là chê, nhưng mà khả năng của người Việt Nam của chúng ta, bao nhiêu người mà có được những cái khả năng về ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ mà châu Âu không có đơn giản, đúng không? Thì truyền giáo đầu tiên á, là phải ngôn ngữ. Mà cái ngôn ngữ mình nói với người bản xứ còn chưa xong, thì lấy gì mà để mà đi sâu vào trong thần học, đi trong tất cả. Nhưng mà thôi, cái Việt Nam mình thì là có cái gì làm cái đấy. Cái mà làm cho người Tây Phương nó ấn tượng, mỗi lần mà các cái dịp lễ đó, mình cứ ồn ào là đưa rước là kiểu cung này nọ, là đánh trống phèn phèn, nó cũng làm cho họ để ý, thì họ từ từ họ tìm hiểu. Có những người từ những cái sinh hoạt rất là đơn giản của người Việt mà họ lại cố gắng họ tìm tới, và sau đó có những người họ đã theo đạo
qua cái những cái gì mà người Việt Nam làm không có lớn, nhưng mà có chứng tỏ có cái sự hiện diện của người Công giáo, và có những cái mà làm cho người ta cảm thấy rằng người ta tìm hiểu, và sau đó thì có những người họ tìm ra được. Đó là điều mà chúng ta hy vọng. Nhưng mà trên tất cả là xin cho mỗi người Việt Nam của chúng ta, những người Công giáo, có một cái lửa ở trong lòng, và cái thứ hai là có một cái quyết tâm để mà biến chuyển về cái kiến thức của mình. Chúng ta không hy vọng trong thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, mà thế hệ thứ ba sinh ra tại nước Anh, sinh ra tại các nước Tây Phương, chắc chắn những cái thế hệ đó sau này với cái điều kiện ăn học và với cái việc mà đã thấm nhuần cái văn hóa của Tây Phương, và với cái đời sống của cha mẹ mà đọc kinh hàng ngày với con cái, có thể thấm nhuần đó và có thể làm được việc. Ở bên Mỹ đã có những cái trường hợp như vậy, có các em mà đến các linh mục, các tu sĩ đó là thế hệ thứ hai đó, đã có cái sự trưởng thành và đã làm được rất là nhiều việc ở trong cộng đồng. Nhưng mà riêng châu Âu, mà riêng nước Anh thì chưa thấy. Yeah. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ hy vọng như thế. Dạ vâng, con hy vọng. Vâng, thưa cha, như vậy thì rõ ràng cái việc tái truyền giáo nó như cái đúng nghĩa thì nó đòi hỏi phải hội nhập văn hóa, trí thức, kiến thức. Thôi thì Việt Nam chúng ta chỉ hiện diện thôi, nó cũng là một cái dấu chỉ. Thưa cha cũng mới vừa đề cập đến cái chuyện gọi là những cái hai thế hệ của cái người Công giáo trên nước Anh. Vậy thì cái ơn gọi của tu trì của Công giáo cha ở trên nước Anh thì có nhiều không cha, hay được cụ thể là ở Việt, người Việt chúng ta thì cha thấy cái số lượng cái ơn gọi nó như thế nào? Thì thực tại của người Công giáo, phải nói thật nó như thế này, trong tất cả người Việt Nam đi qua bên nước Anh, phần lớn là đi từ ở ngoài Hải Phòng, đi từ sau này là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hoặc là mấy tỉnh. Thì những cái đó, cái điều kiện của chúng ta về đi để mà có thể trước hết là vô học dòng tu, thì họ đòi hỏi là phải ngôn ngữ. Đó, cái ngôn ngữ là cái đầu tiên, là họ phải test coi xem thử cái ngôn ngữ nó như thế nào. Trước hết thì cái thế hệ mình ở trong nước á, cái điều kiện mà học tiếng Anh, học tiếng Pháp không có nhiều, đúng không? Thì có là các cha trước đây đó thì mới có điều kiện thôi, các thầy trước đây năm 75 á thì có những điều kiện, chứ còn sau này, chỉ có sau này khi mở cửa đó thì học tiếng Anh và học tiếng nước ngoài mới nhiều. Nhưng mà thời gian từ 75 cho tới năm 90 đó thì gần như không có gì hết, đúng không? Nên thành thử mà bây giờ đi qua như vậy mà bây giờ muốn đi tu thì phải học tiếng Anh, phải biết được là vô, phải viết essay, phải viết cái này cái kia, làm sao viết nổi. Nên thành thử đó, rất tiếc là không có nhiều, gần như không có luôn, không có người đi theo. Mà bây giờ đó, tới cái thế hệ kế tiếp thì hy vọng là có thể với cái sự mà hỗ trợ của tất cả các linh mục và tu sĩ đó thì có thể là có. Nhưng mà cái thế hệ thứ nhất, cái ngôn ngữ của chúng ta không có, nên thành thử việc mà đi tu rất là khó khăn, gần như không có. Ở bên đó chỉ có một trường hợp, một cha hay hai cha đó thôi, với lại hai ba nữ tu, chứ không có nhiều. Nên thành thử sau mấy chục năm, từ năm 75 cho tới bây giờ, không có nhiều là vì thế. Dạ, như vậy ơn gọi rất là hiếm thì cha. Thưa cha, như vậy thì cảm ơn cha đã chia sẻ những cái tình hình của người Công giáo ở trên đất nước Anh, cụ thể là những cái công việc mục vụ của cha. Nếu được một cái lời khuyên nào đối với người Công giáo trên, người Việt trên nước Anh, thì xin cha có thể một cái lời khuyên nào đối với họ? Cái lời khuyên mà chân thành nhất đối với lại tất cả những người Công giáo Việt Nam ở tại tất cả các nước, đặc biệt là tại nước Anh, đó là đọc kinh gia đình. Chúng ta nên nhớ, sau năm 54, cái sự bắt hại của người Công giáo ở miền Bắc rất là khủng khiếp, mà vẫn duy trì được như vậy, không có linh mục, không có nữ tu, tất cả đều đóng cửa ở ngoài địa phận Hải Phòng. Tại sao vẫn còn giữ đạo được cho tới ngày hôm nay? Thành thử mỗi lần mà làm đám táng cho các bà cụ á, con phải nói rằng tôi kính phục các bà. Nhờ các bà mà giống như là cái thành á, nó bị tấn công. Nhờ mấy cái người này giữ thành, rồi đến cái lúc mà có quân viện trợ tới, thì tới năm 90 đó là quân viện trợ nó mới tới. Nên còn bao nhiêu năm đó là cứ năm đó, thì nhờ cái quân này là nhờ mấy bà già là ăn trầu á, là khăn mỏ quả đó. Mấy bà đó tối về đó, về qua mới hỏi mấy bạn đó, sao mà giữ được đức tin mình. Còn tối nào vậy, bận đâu, đánh cá, ngồi đây, đọc kinh, chúng mày ngồi đây. Rồi mấy bà cứ điều khiển vậy, mà mấy chục năm như vậy, mà đi qua từ đó rồi đi qua tới ở bên Anh rồi là tiếp tục. Đó, đức tin á, thật sự là mình nói là khó khăn, nhưng mà
ăn thua là cái mà chúng ta thấm nhuần và có cái chiều sâu hay không? Mấy bà không có học, rất đơn giản nhưng mà dứt khoát. Và vì thế đức tin đến bây giờ đó là của công giáo ngoài Hải Phòng đó, đến bây giờ đó, tất cả các cha ra ngoài gặp Hải Phòng thì sẽ hiểu rõ, hoặc địa phận biết chúng ta hiểu rõ là từ năm 54 cho tới năm 90 đi, là biết bao nhiêu cái gian khó mà họ giữ được. Thành thử đừng bao giờ mà bi quan bất kỳ trong hoàn cảnh nào, đức tin đều có thể sống được hết, với điều kiện là chúng ta quyết tâm hay không. Và cái mà nói là bây giờ trong cái hoàn cảnh ở tại đất nước của nước Anh đi, thì không có cha tới thường xuyên, thì tất cả gia đình đều có thể làm được. Hàng tối các con các cháu ngồi xuống đọc 5-10 kinh, rồi đọc một bài phúc âm, chia sẻ một cái gì đó, tự nhiên nó giữ được cái lửa đó, nó cứ tiếp tục, là nó cứ giống như cái lửa vậy. Cái lửa ở trong nồi nấu ấy, thì nó có thể tàn, nhưng mà lửa nó còn thì nó còn cháy. Khi bỏ cái gì thì nó lại phực lên lại. Hy vọng nó như vậy. Đó thì có lời khuyên với các gia đình như vậy. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Đã đôi khi những điều đơn giản nhất lại là những điều rất là cốt lõi nhất trong đời sống đức tin. Một lần nữa trên đại diện chương trình giáo lý trực tuyến xin chân thành cảm ơn cha đã chia sẻ cho chúng con cái phần thứ nhất đề tài hôm nay. Mặc dù thời gian nó không còn và chắc chắn đề tài nó khá lớn như cha đã nói khá rộng, nhưng cha đã chia sẻ một số cái tình hình giữa người đức tin công giáo trên đất nước Anh giáo. Kính thưa quý khán thính giả, giờ đây xin kính mời quý vị chuyển sang phần thứ hai, đó là thắc mắc cho vị cha Thắng hôm nay. Tôi rất mong quý vị có thể tận dụng giây phút này để quý vị có thể hỏi về cái đời sống đức tin của người công giáo trên nước Anh, và cha Thắng hy vọng ngài sẽ có những cái câu trả lời nào đó để thỏa đáng cho quý vị. Vậy đây xin kính mời quý vị chúng ta chuyển sang phần thứ hai là phần giải đáp thắc mắc. Xin kính mời quý vị nếu được chúng ta có thể gọi trực tiếp hoặc là chúng ta gõ tin nhắn trên hai số điện thoại 0949 292 687 hoặc là số 0936569924, hoặc quý vị có thể gõ trên phần live chat của cái YouTube mà quý vị đang theo dõi. Vâng, thưa cha, như vậy chúng con cũng đón nhận được một số câu hỏi của quý khán thính giả. Con xin được phép đọc thưa cha. Một quý người đã hỏi: thưa cha, con nghe nói người đứng đầu Anh giáo là Nữ hoàng Anh, hay bây giờ gọi là Quốc vương Charles. Lúc thì nghe nói là Tổng giám mục Canterbury, lúc thì lại nghe nói là Tổng giám mục Westminster. Vậy chính xác ai là người đứng đầu giáo hội Anh giáo? Chúng ta cần phân biệt nó như thế này. Cái người mà đứng đầu về vấn đề về tổ chức ấy, là vua hoặc là nữ hoàng. Còn riêng về cái thực chất của giáo hội đó là nó có, đó là cái giám mục của Canterbury. Đó thì điều khiển về, nói chung về tất cả những gì về tín lý, về thần học, về nói chung về tôn giáo là đức giám mục của Canterbury. Còn cái việc mà cao nhất là cái Supreme Governor, là cái người điều khiển lớn nhất, đó là nữ hoàng đã qua đời, là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, và bây giờ là vua Charles. Đó thì cái mà nó phân biệt là như vậy, tức là về điều hành, nó phân biệt giữa hai bên, về trần đời và về thế quyền và về bên quyền bính của giáo hội đó, thì quyền bính của giáo hội là đức giám mục, còn về bên thế quyền là nữ hoàng. Dạ vâng. Như vậy thì quý vị xin phân biệt được, đó là đứng đầu của một quốc gia Anh giáo và đứng đầu của một cái giáo hội Anh giáo. Họ cũng hỏi thêm thưa cha, như vậy thì Tổng giám mục Canterbury, như cha nói là đứng đầu một cái giáo hội Anh giáo là tôn giáo, vậy thì có nơi họ gọi là Tổng giám mục Westminster thì chắc có lẽ nó Westminster đó là của công giáo. Công giáo vâng. Westminster là tên của cái địa phận, tổng địa phận Westminster của công giáo. Còn cái kia là Canterbury. Canterbury là cái nơi mà chúng ta thấy rằng là từ ở bên nước Pháp ấy, mà đi qua đó, là qua đầu tiên, cái nơi mà địa danh đầu tiên khi mà truyền giáo cho nước Anh đó, là Đức Giáo Hoàng Gregory đó, đã đưa Thánh Augustine đi qua giảng đạo đó. Thì Thánh Augustine đã tới đó là ngay đầu tiên đó, là giảng đạo ở tại đó và thành lập cái ngôi tòa đó. Và từ đó trở đi, từ cái thế kỷ 11 trở đi, tất cả những cái giám mục nào mà của, tức là đúng ra là giám mục công giáo đó, nhưng mà sau này thì vì Anh giáo nên thành thử là Anh giáo vẫn lấy cái ngôi tòa là Canterbury.
để mà làm cho giám mục của Anh giáo là coi như là vị giáo hoàng. Còn Westminster là địa phận, Westminster nó nằm ở tại trung tâm của London, nó nằm gần cái station Victoria, là một station rất là lớn của underground ở bên nước Anh, ở bên tại London, nên thành thử cái này Westminster là của Công giáo, còn Canterbury là của Anh giáo. À dạ vâng. Như vậy cảm ơn cha đã đưa thông tin quý vị phân biệt rõ khi nói tổng giám mục Canterbury là của Giáo hội Anh giáo. Còn khi nói về giám mục Westminster thì Westminster là nói thuộc về Công giáo. Thưa cha, một câu hỏi khác của quý khán thính giả. Thưa cha, các tín hữu Anh giáo ngoài nước Anh hay các thuộc địa của Anh, thí dụ như Hồng Kông, Úc hay New Zealand, chứ là thuộc gọi là Commonwealth hay cha hả? Kể cả tại Mỹ thì có thống nhất thuộc về một giáo hội duy nhất không hay là thuộc giáo hội địa phương? Cái này nó có nhiều cái vấn đề tranh cãi về cái quyền bính. Cái quyền bính này đó là trong cái giáo hội Anh giáo thì có thể là nó mở rộng ra đối với lại tất cả các thuộc địa. Nhưng mà cái quyền hạn thì là vẫn để cho tất cả các giám mục địa phương có những cái quyền quyết định riêng tư của cái địa phận của mình. Mặc dầu nó khác với lại Công giáo, là Công giáo là thống nhất từ trên xuống dưới. Tất cả các nơi đều là quay về Vatican hết. Còn ở bên này đó là có những cái giáo hội địa phương họ được quyền quyết định, có những cái quyết định riêng tư của họ, có quyết định riêng tư của, nhưng mà họ luôn luôn có một cái synod, tức là một cái công nghị đó. Họ có cái công nghị để đưa ra được những cái chung, và những cái chung đó rồi là tùy theo các cái địa phận họ có những cái mà quyết định riêng của mình, nhưng mà họ luôn luôn tham chiếu với lại tất cả. Nhưng mà trên tất cả là các cái quyền bính của các giám mục của địa phương vẫn lớn hơn so với lại các cái giám mục ở trong Công giáo, là phải nhất thiết là từ trên xuống dưới là một. Như vậy thì nó có sự khác biệt đối với giáo hội Công giáo chúng ta. Thí dụ những giáo hoàng là sẽ quyết định trên toàn thế giới. Còn đây thì tổng giám mục bên nước Anh giáo thì trên danh nghĩa thôi, họ cũng không có quyết định trên giáo hội khác. Qua một cái synod là cái tổng công nghị đó, thì họ sẽ có những cái quyết định chung. Nhưng mà quyết định chung đó không có tính cách mà ràng buộc chặt chẽ, không có chế tài hay hoặc gì vậy. Vâng, cảm ơn cha trước câu trả lời đó. Một câu hỏi khác thưa cha. Thưa cha, con có nghe nói bên Anh giáo cho phép linh mục lấy vợ, có điều kiện vật chất hậu hĩnh. Vậy nếu các linh mục Công giáo chuyển sang Anh giáo, giáo hội Công giáo có cho phép không thưa cha? Cái này quyền tự do mỗi người mà, đi thì đi thôi chứ còn ai cấm cản. Đi qua thoải mái quá thì đi thôi. Nhưng mà khi đã có những trường hợp mà chúng tôi được biết là có những người đã học trong chủng viện chung, sau khi đó ra làm linh mục Công giáo, rồi một thời gian sau đó thì trở lại Anh giáo và là có vợ. Mà rồi những người này sau đó cũng lại rối loạn, bị tiếng Anh gọi là confused, rồi lại quay trở lại Công giáo, thì tôi không biết là những người này cái dạng của họ thì như thế nào. Nhưng mà đã có những trường hợp nó như vậy, có những người để đi tìm những cái thuận lợi cho cuộc sống của mình. Nhưng mà cuộc sống linh mục mà đi tìm cái thuận lợi cho mình, tức là sẽ mất, đó là điều chắc chắn. Dạ vâng, xin cảm ơn cha. Như vậy thì giáo hội cũng không có cản Chúa mà cho tự do, chỉ vấn đề chắc lẽ nguyên tắc thôi. Một câu hỏi khác thưa cha. Cho con hỏi, nếu trong trường hợp ở nước ngoài không tìm ra nhà thờ Công giáo mà chỉ có nhà thờ Anh giáo thì có thể tham dự được không? Vâng, cảm ơn. Bây giờ đó là nhiều người Việt Nam đã sống ở những cái vùng hẻo lánh, gọi là remote area. Có những người đó là đi tìm một cái nhà thờ rất là xa, thì mình hiểu trong cái hoàn cảnh đó, đó tất cả là cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Nội mà cái động lực là yêu mến Thiên Chúa là đã tốt rồi. Còn bây giờ giáo hội nào thì lại đương nhiên mình sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà tìm mà không ra thì Chúa cũng hiểu chứ. Mình yêu mến Chúa mà đã cố gắng đi tìm mà không ra thì thôi, thì bây giờ con đi vô nhà thờ Anh giáo thì thôi thì con đi vô. Nhưng mà đó thì cũng có nói với lại các em, nhưng mà tụi con phải biết đó là những cái về nghi thức này nọ thì nó có những cái khác biệt, nhưng mà cái khác biệt đó mà trong cái tình yêu thương Thiên Chúa thì thôi thì cũng tạm thời, chứ còn lẽ đương nhiên khi con có điều kiện thì con phải tới nhà thờ. Nó biết, tất cả các em nó biết, nhưng mà đều có những cái hoàn cảnh chúng ta có thể hiểu được. Cái động lực chính đó là lòng yêu mến Thiên Chúa và muốn phụng thờ Thiên Chúa, nhưng mà hoàn cảnh không cho thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ tìm cái gì ít tệ nhất là có được cái nhà thờ vô đọc kinh cầu nguyện, tin lặng với Chúa, chứ đâu có gì đâu. Mình đâu có hiệp nhất trong cái vấn đề mà rước lễ đâu. Đúng không? Dạ vâng.
Vâng, con xin cảm ơn cha. Có những cái chi tiết liên quan đến điều này, xin quý khán thính giả nào muốn thắc mắc, chúng ta có thể coi lại cái giáo lý trực tuyến số 50. Thì trong đó tôi cũng đã chia sẻ vấn đề chi tiết khi mà tìm một nhà thờ nào đó hoặc cái sự khác biệt như thế nào, xin quý vị có thể coi lại. Thưa cha, một câu hỏi khác cũng hồi nãy cha có đề cập ơn gọi hiếm ở người Công giáo trên nước Anh, bây giờ thì chắc lẽ khán thính giả này hỏi kỹ hơn: ơn gọi tu trì, số giáo dân người Việt đi tu có đông không thưa cha? Đáng buồn là xin nói cho tất cả quý vị được biết là cái số tìm hiểu ơn gọi và theo ơn gọi gần như là không có, rất là ít. Có những em đến nhưng mà rồi sau đó là cũng rút lui. Nhưng mà đến bây giờ thống kê thì được hai linh mục và ba nữ tu gì đó, chứ không có nhiều. Và đây là cái các cha và các cái nữ tu này là đã lớn lên từ Việt Nam. Rồi là khi vượt biên là đi qua đó thôi, chứ không phải là được sống và lớn lên ở tại bên đó. Cái mà chúng ta cần tìm đó là sống ở tại nước đó, giống ở bên Mỹ đó. Đã sinh ra ở bên Mỹ và lớn lên ở bên Mỹ và vẫn đi theo con đường đó. Thì bên Anh chưa có thấy. Chưa có. Thì nó buồn như vậy. Như vậy thì tình hình đó gọi là thêm. Thưa cha, một câu hỏi khác. Hình như Anh giáo vẫn có dòng tu phải không ạ? Ví dụ như dòng Biển Đức, dòng Âu Tinh vẫn có Anh giáo đúng không? Có, Anh giáo vẫn có những cái dòng tu. Nhưng mà về cái kỷ luật của các dòng tu đó như thế nào thì mình không được biết rõ. Còn dòng tu của bên Công giáo thì đó, những cái Công giáo mà dòng Benedictine, những dòng đó có đường hướng như thế nào thì chúng ta biết rõ. Còn riêng Anh giáo thì không có biết rõ lắm. Nhưng mà họ có những cái dòng tu như vậy. Nên thành tự thỉnh thoảng vô thì tưởng đâu là dòng tu Công giáo. Nhưng mà có các thầy, các cha ở trong đó mà dòng tu của Anh giáo. Dòng tu của Anh giáo. Vâng, như vậy cũng có. Vâng, một câu hỏi khác thưa cha. Như vậy thì thưa cha, cha đã từng gặp nữ hoàng Elizabeth thưa cha. Nếu mà có thì cha cảm thấy thế nào? Cha đã gặp đâu có dễ đâu. Cha biết bao nhiêu cái mà security nó kiểm soát tới, kiểm soát lui không được. Muốn gặp lắm mà không được. Đó thì đó, cái mà gặp đó là mỗi một lần vô ở cái Buckingham Palace là gần cái chỗ cộng đoàn Việt Nam, nó đi xe ra khoảng 20 phút thôi. Đẹp lắm, nhà to lắm, nhưng mà muốn gặp bà không có dễ, khó lắm. Đó thì cái hôm mà bà mất ấy, thì mới biết được đó là mình mất một cái gì quá lớn. Mà trong khi đó là mình rất là gần gũi, mà khi bà qua đời rồi mới biết được rằng là một nữ hoàng xứng đáng, một con người sống tuyệt vời, đã hy sinh và sống rất là chan hòa, nỗi mà chúng ta thấy là một xã hội Tây Phương để mà tôn trọng cái quyền bính ấy, không phải vậy. Người Tây Phương là luôn luôn là cách mạng, không? Luôn luôn là phải cải cách, luôn luôn phải thay đổi, mà họ tôn sùng, không phải tôn sùng mà họ tôn trọng cái vương quyền, là đủ biết được rằng là họ quý mến hoàng gia đến như thế nào. Và qua cái tang lễ thì chúng ta đủ biết. Đó thì hôm nay thì không gặp được bà, nhưng mà chúng ta có cách để gặp được bà là trong tháng 11 này thôi, đọc cho bà ăn kinh đó, cái kinh mà cầu cho các linh hồn xin Chúa yêu thương đón nhận linh hồn Elizabeth vào nước hàng sống của Ngài, là chúng ta gặp bà thôi ha. Vâng, xin cảm ơn cha. Như vậy thì cha cũng chưa được diễn kiến trực tiếp, mặc dầu con nghĩ cha cũng coi tivi hoặc là tham dự những cái lễ lớn này, họ thì thấy xa xa chúng ta chưa gặp. Vâng, thưa quý khán giả, không biết là quý khán giả còn câu hỏi nào để đặt cho cha Simon Thắng hay không. Chúng như vậy thì chương trình cũng cứ còn sắp sửa hết giờ. Thưa cha, một lần nữa chúng con xin đại diện cho chương trình Giáo lý trực tuyến cùng tất cả mọi người chân thành cảm ơn cha đã dành thời giờ quý báu khi cha trở về thăm quê hương. Và kính thưa quý khán giả, tại vì tiện đây thì tôi xin được nói ra cha Thắng trở về Việt Nam đây là do vấn đề một biến cố rất lớn trong gia đình Ngài. Đó là bà cố Anna, thân mẫu của Ngài, mới vừa qua đời vào ngày 18 tháng 10. Như vậy chưa có đầy một tháng. Cho nên chính vì do đó mà Ngài đã trở lại nước Việt Nam để chịu tang cho thân mẫu. Và sau khi chịu tang xong thì khi gợi ý nhân dịp này, đó là cái cơ hội không biết được có gặp Ngài lại khi trở về không. Chính vì thế mà Ngài cũng đã nhận lời. Cho nên chúng con xin rất là chân thành cảm kích được tấm lòng của cha đã dành thời gian
Mặc dù cũng không biết rằng cái tâm trạng của cha nó không thể nào mà quên nguôi ngoai được khi một người thân mẫu của mẹ mình đã qua đời. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và kính chúc cha được tràn đầy sức khỏe. Xin Chúa luôn cố gắng tìm cách để hồi phục sức khỏe cho cha, để cha tiếp tục dù bất cứ ở đâu, hay dù bất cứ phương tiện nào, hay dù bất cứ ở trên, đặc biệt là trên nước Anh, cha vẫn luôn là những cái chứng nhân thực sự trong đời sống đức tin. Điều đó sẽ lan tỏa được cái nền tảng mà trên quê hương Nam chúng ta. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Xin chân thành cảm ơn cha Hùng, cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Thật là vui mừng và rất là hạnh phúc khi mà nhận cái lời mời của cha Hùng. Bởi về đây mà được dịp để biết được những cái hoạt động của cha Hùng và của dòng Đa Minh và của ban truyền thông, thì mới biết được rằng là cái công sức để làm, để lan tỏa được tất cả những gì cần có thể lan tỏa để giúp cho đời sống giáo dân mỗi một ngày một trưởng thành, mỗi một ngày một sâu sắc hơn, đó là cái việc quá hay, quá tốt. Và cầu xin Chúa chúc lành cho các công việc của cha, của tất cả các anh chị em trong phòng thâu này của ban truyền thông, và xin Chúa chúc lành và thúc đẩy để chúng ta tiếp tục cái chương trình lớn là rao giảng tin mừng và đồng thời đem lời của Chúa, đem đời sống của giáo hội đến cho mọi người. Xin một lần nữa cảm ơn cha Hùng và cảm ơn toàn thể quý ông bà anh chị em. Vâng, và xin chân thành cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta sang câu chuyện kết thúc, xin được thông báo thứ sáu tuần sau ngày 25 tháng 11, giáo lý trực tuyến sẽ kết thúc năm thứ hai, và trong đó có sẽ giải đáp những thắc mắc còn lại mà chúng tôi đã không có đủ giờ để giải đáp. Như vậy, tuần tới chúng ta sẽ kết thúc năm thứ hai. Cảm ơn cha vì đây là bài cuối cùng của năm thứ hai. Giờ đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng thinh lặng để sang câu chuyện kết thúc. Tuyên bố chung giữa Công giáo và Anh giáo về hợp nhất. Kính thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 10 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco và Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo là Justin Welby đã cùng chủ tọa buổi kinh chiều và ký một bản tuyên bố chung khẳng định cam kết quyết tâm thực hiện tiến bộ đại kết. Tại buổi kinh chiều này, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi giám mục cả Công giáo lẫn Anh giáo thành dụng cụ của hiệp thông mọi lúc và mọi nơi. Ngài nhấn mạnh: "Chúng tôi nhìn nhận mình là anh em thuộc các truyền thống khác nhau, nhưng được thúc đẩy bởi cùng một tin mừng để đảm nhiệm cùng một sứ vụ trong thế giới." Về phần Anh giáo, Tổng giám mục Welby trong các nhận định của mình đã cảnh giác chống lại các tranh chấp giữa các giám mục. Những cuộc tranh chấp được ngài ví như cuộc giáp đấu, trong đó người thua không được tỏ một chút thương xót nào. Trong buổi cầu nguyện này, hai vị đã ký một bản tuyên bố chung. Quả quyết rằng các người Công giáo và Anh giáo thừa nhận rằng chúng tôi là những người thừa kế kho tàng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và ơn gọi chia sẻ kho tàng này với toàn thế giới. Tuyên bố chung nhìn nhận có những cản trở nghiêm trọng đối với sự hợp nhất giữa Anh giáo và Công giáo. Nổi bật nhất là quyết định của Anh giáo phong chức cho phụ nữ làm linh mục và giám mục. Tuy nhiên, trích dẫn những điển hình được Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Tổng giám mục Michael Ramses của Canterbury nêu cao khởi đầu cuộc đối thoại đại kết năm 1996, các ngài đoan hứa sẽ tiếp tục cuộc đối thoại một cách trung thành với lời kinh của Chúa, từng cầu xin cho các môn đệ được nên một. Bản công bố chung còn nêu lên: hãy quên đi những điều ở phía sau và vươn tới những điều ở phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Hôm nay, bản tuyên bố đã cố gắng để những điều lại phía sau, những thế kỷ đau đớn gây chia rẽ, đang được chữa lành một phần nhờ 50 năm tình bạn. Hôm nay chúng tôi hân hoan ủy nhiệm các ngài và phái các ngài đi từng đôi như Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi. Hãy để sứ mạng đại kết của các ngài nơi những người sống bên lề xã hội
thành nhân chứng cho mọi người chúng ta. Và từ nơi thánh này, hãy để sứ điệp được gửi đi như tin mừng đã được gửi đi từ nhiều thế kỷ trước, rằng người Công giáo và Anh giáo sẽ làm việc với nhau để nói lên đức tin chung của chúng tôi vào Chúa Giêsu Kitô, để mang sự cứu giúp đến những người đau khổ, để mang hòa bình đến những nơi có xung đột, để mang nhân phẩm đến những nơi bị bác bỏ và chà đạp. Tại nhà thờ Thánh Gregorio cả này, chúng tôi tha thiết khẩn cầu các phước lành của ba ngôi chí thánh xuống trên công trình liên tiếp của Giáo hội Anh giáo và Công giáo, xuống trên tất cả những người cầu nguyện cho và đóng góp vào việc phục hồi sự hợp nhất của chúng tôi. Ngày 5 tháng 10 năm 2016, Đức Tổng Giám mục Justin Welby và Đức Giáo hoàng Francisco. Kính thưa quý vị, người Công giáo đã sống giữa lòng Anh giáo, nhưng không phải là một sự kiềm chế hay hận thù, mà là giữa tình anh em cùng một Cha trên trời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tín hữu Công giáo sống giữa lòng Anh giáo, luôn là hiện diện như một người anh em và như một chứng tá của sự hiệp nhất Kitô giáo. Chương trình giáo lý trực tuyến đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn quý vị vào thứ Sáu tuần sau. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an bình trong ân nghĩa của Chúa, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse.